nêu cái rồi giá thứ hai ha, đó là demo. Ủa, xin lỗi, demo create student db. Được chưa các bạn? Tạo được rồi chưa? Tạo được rồi chưa các bạn? Project mới nha. Rồi trong này mình cũng try với cat thôi các bạn. Đầu tiên là try với cat. Rồi sau đó là class driver lại 4 vào trong library nè. Add folder driver lại 4. Đây là add xong mình phải kiểm tra xem có driver hay chưa. Rồi sau đó là class chấm con em com Microsoft SQL Server JDBC SQL Server driver. Rồi nhốt lại trong cặp dấu nháy đôi. Rồi sau đó mình sẽ khai báo một cái chuỗi URL ha, string URL ngang bằng JDBC.SQL Server.CC còn hot bọt 1433 database name bằng demo 2009 20. Rồi sau đó là cái gì các bạn? À đó là chính là connection. Cồn gán bằng driver manager chấm get connection URL SA khách hoặc là một. Rồi được chưa các bạn? Câu lệnh của mình á, nó là câu lệnh insert nè, insert into student. Mình phải liệt kê các cái cột cần insert ra, đó là name, email với là gender. Value. Câu truy vấn có tham số thì là chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Mỗi cái chấm hỏi á, đại diện cho một cột bên này. Chấm hỏi đầu tiên đúng không, đại diện cho cột name, chấm hỏi thứ hai đại diện cho cột email, chấm hỏi thứ ba đại diện cho cột. Được chưa? Tức là mỗi cái chấm hỏi đại diện cho một cột. Được chưa các bạn? Mỗi cái chấm hỏi đại diện cho một cái cột ở đây. À. Rồi sau đó mình sẽ dùng đối tượng prepare statement. Prepare statement STM bằng col chấm prepare statement. À, cái prepare statement này các bạn nó khác với cái statement, đó là prepare statement người ta đòi hỏi các bạn phải đưa vào câu query luôn. Và đây là câu truy vấn có tham số đúng không? Cho nên khi bạn đưa vào câu query thì nó sẽ build câu build dịch câu query này ra. Và trước khi bạn execute thì bạn phải set giá trị cho nó bằng cách là dùng STM chấm set. À, cái cột đầu tiên là cột string thì set string. Số 1 á là tính theo cái chấm hỏi này này các bạn, chứ không phải tính theo thứ tự ở trong cái table trong database đâu nha. Thứ tự của mấy cái chấm hỏi á nó tính thứ tự của các cái số này nè các bạn, 1 2 3 4 này nè, nó dựa vào cái dấu chấm hỏi này nè. Và cái một của mình á thì ví dụ thầy đưa vào cái tên là Hùng đi. Đây là mình thầy đang gắn cứng để demo thôi nha. stm.setString số 2 đó là hùng@gmail.com. Và cái thứ ba là stm.setBoolean à, giá trị số 3 chu đi chẳng hạn. Được chưa? Và sau đó mình sẽ có là stm.esql update. SQL query là những câu select, ở đây là SQL update thôi. Và làm xong mình đóng kết nối. Ở đây mình không có
Reset, nên mình chỉ đóng từ cái statement thôi. Đó là xong. Dĩ nhiên á, bạn phải lưu ý giùm cho thầy là thầy đang cast. Cast là cast cái exception là lớp cha, cho nên thầy không cần phải cast chi tiết nữa ha. Bạn nào thích cast cái class not found exception, SQL exception thì bạn cứ để trước cái exception này là được. Rồi xong rồi các bạn, mình để thử nè các bạn. F5. Bạn thấy không? Chạy xong thì mình không có gì hết, nhưng mà vô trong đây tờ bay. Bạn thấy không? Nó đã thêm một record mới rồi, thùng rồi, thấy không? Ở đây thầy không có nhập liệu ha, thầy viết thẳng luôn để demo cái thao tác cho các bạn thôi.